Xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin xe hay sẽ đem đến cho khán giả một cái tên quen thuộc cực kỳ hot đến từ thương hiệu siêu sang Anh Quốc. Đó chính là hoàng tử bóng đêm phiên bản chống đạn Rolls-Royce Cullinan Black Badge Long Armored. Chiếc xe độc nhất vô nhị này vừa chính thức cập bến thị trường Campuchia với giá bán chưa được tiết lộ, song chắc chắn sẽ không hề rẻ bởi đây là phiên bản one of one, tức là đơn đặt hàng riêng và chỉ sản xuất một chiếc trên toàn thế giới. Được phát triển dựa trên phiên bản Black Badge, chiếc Cullinan Long Armor này sở hữu khả năng chống đạn đạt tiêu chuẩn cấp độ VR6. Trong đó, toàn bộ phần thân vỏ của xe đều được chế tạo từ thép nhằm chống được các vụ tấn công bằng súng. Riêng phần kính xe được trang bị loại kính với độ dày cao có thể chống đạn của súng trường như AK-47. Bên cạnh đó, hệ thống khung gầm của xe và trần xe cũng đã được nâng cấp để có thể chịu được sức công phá của các loại bom hay lựu đạn. Xe đã được kéo dài thêm 350mm so với phiên bản tiêu chuẩn và khác biệt dễ nhận thấy nhất là phần trụ bê được gia tăng kích thước vô cùng chắc chắn. Điều này sẽ giúp cho chiếc xe có thêm không gian để bố trí các vật liệu chống đạn, chống bom và đảm bảo tối đa sự rộng rãi cho hành khách ngồi bên trong. Ngoài ra, các chi tiết ngoại thất của xe vẫn được thiết kế giống với phiên bản Cullinan tiêu chuẩn. Còn ở bên trong xe, chiếc Cullinan chống đạn này đã được bố trí một vách cố định ngăn cách khoang lái và khoang hành khách phía sau. Để dễ tưởng tượng thì bạn có thể hình dung những ông bà chủ ngồi ở hàng ghế thứ hai của xe như là đang hiện diện bên trong một chiếc két sắt di động vậy. Không đánh đổi sự sang trọng lấy tính an toàn, chiếc Cullinan chống đạn độc nhất vô nhị trên toàn thế giới này vẫn được trang bị những tiện nghi đẳng cấp nhất đến từ nhà sản xuất danh tiếng Rolls-Royce Anh Quốc. Trong đó bao gồm nội thất được bọc da cao cấp và mang tông màu đỏ đen tương phản, chân xe được gắn sao đặc trưng, các chi tiết ốp trang trí bằng sợi carbon với hoa văn khác biệt, vân vân. Về chuyển động thì chiếc Rolls-Royce Cullinan phiên bản chống đạn tại Campuchia được trang bị động cơ V12 tăng áp kép 6.75 lít đã được nâng cấp, có thể sản sinh công suất tối đa lên tới 600 mã lực và tới 900 Nm mô men xoắn cực đại, cao hơn so với con số 563 mã lực và 850 Nm mô men xoắn ở trên phiên bản Cullinan tiêu chuẩn. Toàn bộ sức mạnh này sẽ được truyền tới 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp tinh chỉnh với công nghệ Intuitive Throttle. Và để tiếp tục một bản tin đầy những tên tuổi siêu hot hit thì ở phần tiếp theo, xe hay sẽ đưa tới cho khán giả thông tin về siêu phẩm Pagani Zonda AI được hãng siêu xe Italia ưu ái làm riêng cho khách hàng thân thiết của mình. Cụ thể, đại gia gốc Á Mike Yin chính là vị khách hàng may mắn sở hữu siêu phẩm có 102 này. Giới chơi xe trên thế giới hẳn không lạ lẫm với cái tên Mike Yin khi danh sách mà vị đại gia này sở hữu cũng thuộc gần như là đầy đủ các thương hiệu đình đám đến từ Pagani, Ferrari, Koenigsegg, McLaren cho tới cả Lamborghini. Trong đó, đối với thương hiệu siêu xe Italia thì đã có tới 6 chiếc Pagani đang nằm trong gara của Mike. Và để đáp lại sự yêu thích đặc biệt của vị khách hàng đại gia này, Zonda AI đã được ra đời. Và theo như công bố của nhà sản xuất thì Pagani Zonda AI được phát triển trên nền tảng của mẫu Zonda F Roadster. Điểm thay đổi của xe nằm ở các trang bị đi kèm được tinh chỉnh để có thể phù hợp với sở thích của chủ nhân. Những thay đổi này có thể kể tới như là bộ cánh màu tím ấn tượng, mâm xe được sơn đen, nâng cấp gói khí động học và đặc biệt là các chi tiết ốp đèn pha độc quyền cũng như là cánh gió phía sau cỡ lớn, tất cả được chế tạo từ vật liệu sợi carbon siêu nhẹ. Về chuyển động thì chiếc Pagani Zonda AI độc nhất trên thế giới của Mike In vẫn sử dụng động cơ V12 cấu hình 7.3 lít hút khí tự nhiên nguyên bản, sản sinh công suất tới 760 mã lực và đi kèm hệ dẫn động cầu sau, cùng với đó là hộp số tự động 7 cấp. Mức giá của chiếc Pagani Zonda AI độc nhất thì cả thương hiệu siêu xe Italia lẫn Mike In đều giữ kín. Tuy nhiên, chắc chắn nó không phải là điều quá quan trọng đối với vị đại gia này. Điều quan trọng hơn hết là món quà quý giá độc nhất này sẽ tiếp tục giữ ấm ngọn lửa yêu thích trong lòng Mike In. Từ đó chắc chắn thương hiệu Ý Pagani sẽ còn nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa đến từ Anh trong tương lai. Và để tiếp nối bản tin thì sẽ hay mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng thử nghiệm an toàn của mẫu SUV Trung Quốc Lynk & Co 01. Cụ thể thì sau hàng loạt bài test đâm va nghiêm trọng, Lynk & Co 01 đã xuất sắc giành được chứng nhận an toàn 5 sao cao cấp nhất của tổ chức Euro NCAP, với tổng điểm còn cao hơn cả những đại diện đến từ Đức như là Audi Q4 e-tron, cũng là hãng con của gã khổng lồ Geely Trung Quốc tương tự như Volvo. Do đó, có thể không quá khó hiểu khi thương hiệu non trẻ Lynk & Co được phép khai thác nền tảng khung gầm của thương hiệu Thụy Điển được đánh giá là an toàn nhất trên toàn thế giới. Cụ thể thì Lynk & Co 01 chia sẻ chung nền tảng với mẫu xe Volvo XC40. Nhờ vậy mà mẫu SUV hạng B của Trung Quốc này đã đạt tới 95% về khả năng bảo vệ hành khách người lớn, 87% khả năng bảo vệ an toàn cho trẻ em
và 71% khả năng bảo đảm an toàn cho người đi bộ cũng như là 81% khả năng bảo vệ hỗ trợ người lái xe. Bên cạnh đó, mẫu SUV thuần điện NIO ES8 cũng tham gia đợt thử nghiệm lần này cùng Lynk & Co 01 với các chỉ số tương ứng lần lượt là 82, 84, 72 và 92%. Cả hai mẫu xe này đều khiến các chuyên gia châu Âu của Euro NCAP ngạc nhiên bởi vì những chiếc ô tô Trung Quốc trước đó tham gia thử nghiệm va chạm của Euro NCAP đều chưa đạt được điểm tốt về khả năng an toàn. Riêng bộ đôi Lynk & Co 01 và NIOS ES8 đã phá bỏ định kiến về xe Trung Quốc tại châu Âu. Không chỉ đạt 5 sao từ Euro NCAP mà điểm mức độ bảo vệ người lớn của Lynk & Co 01 thậm chí còn vượt mặt tất cả các tên tuổi lớn khác cùng tham gia trong đợt thử nghiệm lần này của Euro NCAP, bao gồm có Audi Q4 e-tron, Subaru Outback và Toyota Mirai, dù các tên tuổi này đều đạt chứng chỉ 5 sao an toàn. Ngoài ra thì khi so sánh Subaru Outback với NIO ES8 thì mẫu SUV điện đến từ Trung Quốc còn nhỉnh hơn ở hầu hết các mặt và chỉ thua về hệ thống an toàn chủ động. Trong khi đó, mẫu xe điện Toyota Mirai bị lưu ý về sự cố va chạm và tính an toàn của bình hydro lỏng áp suất cao sau những cú va chạm ở trong bài test, mặc dù điều này không ảnh hưởng đến sự an toàn vốn có của chiếc xe. Và kết quả là lần này cho thấy các mẫu xe Trung Quốc ngày càng được hiện đại hóa và có chất lượng sản xuất cũng như độ an toàn và tin cậy tốt hơn, không hề kém cạnh so với những tên tuổi lớn tới từ Nhật Bản hay thậm chí là châu Âu. Và cuối cùng, trước khi kết thúc bản tin, xe hay mời quý vị và các bạn cùng điểm qua mẫu SUV thuần điện của Hàn Quốc là Hyundai IONIQ 7. Đây là mẫu xe thuần điện thứ 3 của hãng xe Hàn Quốc được lộ diện sau IONIQ 5 và IONIQ 6. Theo như dự kiến thì mẫu sedan IONIQ 6 sẽ được Hyundai tung ra vào năm 2022. Tiếp đến là mẫu SUV IONIQ 7 cỡ lớn sẽ được ra mắt thị trường vào năm 2024. Trước đó thì mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng là IONIQ 5 đã được Hyundai ra mắt thị trường toàn cầu cũng như có mặt tại một số đại lý nhất định tại quê hương Hàn Quốc cách đây không lâu. Quay trở lại với IONIQ 7 thì mẫu xe gầm cao thuần điện lớn này cũng sẽ sử dụng nền tảng thuần điện eGMP của liên minh Hyundai Kia. Tuy nhiên, khung gầm của mẫu SUV cỡ lớn này sẽ được kéo dài để có thể tạo đủ không gian để đặt 3 hàng ghế cho từ 6 tới 8 chỗ ngồi tùy chỉnh trên các phiên bản khác nhau. Nhìn tổng thể thì Hyundai IONIQ 7 có thân hình khá khổng lồ với thiết kế xe dạng hộp, kính chắn gió, góc nghiêng được thiết kế cỡ lớn kết hợp với đường mái dốc mà lại cảm giác vừa trưởng thành và cũng rất thể thao cho mẫu SUV. Hình ảnh teaser không thể hiện rõ lưới tản nhiệt của IONIQ 7. Tuy nhiên thì có thể thấy là xe được trang bị một dải đèn LED nằm ngang cùng với đèn pha hình chữ L đặt ở hai bên cạnh phía cản dưới. Vòm bánh xe với thiết kế vuông vức tạo không gian cho bộ vành cỡ lớn. Tuy nhiên, nhiều khả năng là những trang bị này sẽ được thay thế thành loại thông thường ở trên các phiên bản thương mại. Theo như tiết lộ của Hyundai, trong buổi ra mắt IONIQ 5, thì hãng xe Hàn Quốc có kế hoạch sử dụng gói pin SK Innovation mới với công suất lên tới 100 kWh, có thể cung cấp phạm vi hoạt động lên tới hơn 483 km cho mẫu xe IONIQ 7. Bên cạnh đó thì nhà sản xuất Hàn Quốc cũng tiết lộ rằng mẫu xe SUV cỡ lớn IONIQ 7 sẽ được trang bị cấu hình AVKD với hai motor điện có tổng công suất lên tới 308 mã lực. Ngoài ra thì ở trong teaser cũng xuất hiện cả concept và Prophecy đã ra mắt hồi năm 2019. Và mặc dù có thiết kế vô cùng ấn tượng nhưng Prophecy lại chỉ được sử dụng làm nền tảng để cho các dòng xe Hyundai IONIQ tham chiếu.